cháy thành phố Hạ Long những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mỗi người một việc, tất cả đều hồ hởi, tất bật gói hàng trăm chiếc bánh chưng để gửi tặng đồng bào miền Trung. Toàn bộ kinh phí đều do người dân khu phố quyên góp ủng hộ. Tôi nghĩ đến cái bánh chưng thì rất là thiết thực với người dân, tại vì trong thời gian này miền lũ không thể nấu ăn được, vì rất thuận tiện cho đến người dân luôn ăn luôn và họ sẽ không phải mất nhiều thời gian, và vì giờ vùng đang bị lũ lụt, chúng tôi đã huy động được tất cả người dân đến để gói bánh chưng cho người vùng lũ lụt. Với tinh thần ủng hộ bà con miền Trung trong lúc khó khăn này thì bà con nhân dân chúng tôi tự nguyện với tấm lòng hảo tâm của mình cùng nhau là hướng tới miền Trung, mỗi người một chút, người nhiều người ít, người tấm áo, người miếng manh quần, người đồng tiền bát gạo, thế tập trung vào đây thì để muốn là có một phần quà quý giá gửi đến miền Trung trong lúc khó khăn này. Còn tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, hơn 500 chiếc bánh chưng do người dân tại đây tự tay làm cũng vừa được luộc chín. Những chiếc bánh chưng mang hương vị miền Bắc và cũng chính là tấm lòng của người dân Hạ Long mong muốn gửi tới hỗ trợ đồng bào miền Trung vơi bớt khó khăn để khắc phục hậu quả thiên tai. Nhìn thấy cái cảnh của miền Trung như thế thì chúng tôi cũng, mọi người cũng tập trung vào để gói, đến hiện tại bây giờ là được hơn 500 cái chiếc bánh. Thì chúng tôi cũng mong muốn là những cái chiếc bánh này sẽ được gửi tới những người rất là khó khăn ở trong miền Trung ấy. Những chiếc bánh chưng nghĩa tình do người dân Hạ Long tự tay làm và gửi tặng, phần nào giúp đồng bào miền Trung thêm ấm lòng trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Món quà ý nghĩa này cũng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của người dân Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung, cùng với cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung ruột thịt, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.